Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Trong vài ngày qua, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã thảo luận về các vấn đề một lần nữa, các tài sản sở hữu trí tuệ. Việc mà Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc đó là ngừng bắt buộc các công ty của Hoa Kỳ phải trao đổi các thông tin liên quan đến việc chế biến những tài sản của phía Hoa Kỳ. Thứ ba là đưa ra những cái món hàng mà không bị đánh thuế, non-tariff. Trung Quốc cũng đòi hỏi điều đó, có những cái mặt hàng mà Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ đánh thuế cao hơn so với những các quốc gia khác thì yêu cầu Hoa Kỳ phải giảm thuế. Và cuối cùng là các nông sản, thưa quý vị, tất cả các đề tài này chúng tôi đề cập đến hầu như không đạt được bất cứ một cái thỏa thuận nào hết. Thế nhưng một trong những đại công ty của Trung Quốc, công ty lớn nhất của Trung Quốc là Huawei. Ngày hôm qua, công ty Huawei tuyên bố họ đã vượt qua thực sự những thử thách. Và chính ông tổng giám đốc cũng đã từng tuyên bố, ông đã kêu gọi công nhân của công ty Huawei là cố gắng bám trụ để mà vượt qua cái cơn bão hiện nay. Đó là cơn bão khi mà công ty Huawei bị Hoa Kỳ cấm vận, thưa quý vị. Và các quốc gia khác đồng minh với Hoa Kỳ hiện nay cũng đang xem lại những cái thỏa thuận và các hợp đồng đã ký với Huawei. Thế nhưng có những sản phẩm mà công ty Huawei hầu như đã bám rễ vào trong các đại công ty trên thế giới này. Và đó là lý do giải thích tại sao mặc dù bị cấm vận, trong 6 tháng đầu năm nay Huawei vẫn kiếm lời như thường. Và cái số lời này nó thậm chí nó còn tăng nhiều hơn nữa, lên tới 23%, thưa quý vị. Hiện nay thì công ty Huawei cho biết là mặc dù bị cấm, Hoa Kỳ đã ngăn cản yêu cầu chẳng hạn như công ty Intel không bán những cái con chip cho Huawei, thì bây giờ Huawei phải đi tìm kiếm những cái con chip khác, và có thể trong tương lai họ phải chế làm sao, sáng tạo làm thế nào để né tránh những tài sản trí tuệ của phía Hoa Kỳ. Mà cái hướng đó, nếu mà công ty Huawei này thành đạt, thưa quý vị, sẽ là một cái thử thách rất lớn cho các công ty Mỹ, bởi vì họ sẽ không bán được những cái sản phẩm này cho phía Huawei, mà Huawei sẽ đi tìm những cái sản phẩm khác, chẳng hạn như từ Đức, từ Pháp, vân vân, từ châu Âu. Hoặc thậm chí giờ đây họ đang trong cái tiến trình nghiên cứu làm thế nào để công ty có được một cái sản phẩm mà không dựa hoàn toàn lệ thuộc vào phía Hoa Kỳ, với cái số tiền lên tới hơn 50 tỷ Mỹ Kim mà công ty Huawei đã kiếm được trong 6 tháng đầu. Giờ đây thì đây là một cái điểm chứng minh để cho phía Trung Quốc thấy, để cho phía Trung Quốc nói với Hoa Kỳ và sẵn lòng, như ông Tập Cận Bình đã từng nói đó, chúng ta tiếp tục bám trụ để vượt qua những cái thử thách rất lớn hiện nay khi mà Hoa Kỳ đang càng ngày càng lấn lướt Trung Quốc. Vâng, thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì ông thống đốc tiểu bang California Gavin Newsom đã ký thông qua cái đạo luật SB 27, thưa quý vị, đó là yêu cầu từ nay tất cả các ứng viên tổng thống và các thống đốc của tiểu bang phải công bố hồ sơ thuế ít nhất là 5 năm thì mới tên của họ mới được in trên cái lá phiếu để tham dự cuộc bầu cử sơ bộ ở tại tiểu bang California này, thưa quý vị. Thì đây là hình ảnh ông Gavin Newsom, ông giải thích ngày hôm qua vì sao mà ông ký thông qua cái đạo luật này. Và được biết là hầu hết tất cả các ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ họ đều đã công khai hồ sơ thuế hết rồi. Chỉ riêng mỗi một mình tổng thống Trump vẫn chưa từng công khai hồ sơ thuế, và hiện nay đội ngũ luật sư của Tổng thống Trump cũng đang
kiện cáo với một số tiểu bang khác khi những cái tiểu bang này muốn Tổng thống Trump phải công khai hồ sơ thuế. Và nếu như mà không bị kiện và không bị tòa ngăn chặn thì cái luật SB 27 này sẽ chính thức có hiệu lực vào cuộc bầu cử sơ bộ ở California tháng 3 năm 2020 thưa quý vị. Ngay lập tức thì đại diện của phía Tổng thống Trump đã gọi cái luật này là vi hiến, nhưng mà có thể là Tổng thống Trump hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì nếu như mà ông quyết định không tham gia tranh cử vào ngày 3 tháng 3 để mà tranh cử với các ứng viên đảng Dân Chủ. Và bên cạnh đó thì RNC cũng không yêu cầu các ứng viên của họ tên phải xuất hiện ở các lá phiếu ở tất cả 50 tiểu bang, chưa kể cái luật này không thể áp dụng cho cái cuộc general election thưa quý vị. Được biết là 2 năm trước đây, ông cựu thống đốc Jerry Brown, ổng cũng đã veto cái luật này vì ông cho rằng nó sẽ vi hiến, và nếu như mà ông ký thì sau này sẽ lòi ra thêm những cái luật đó là yêu cầu các ứng viên phải công khai hồ sơ y tế rồi birth certificate vân vân vân. Nhưng mà chính ông Jerry Brown cũng là người đã từng không có công khai hồ sơ thuế của mình thưa quý vị. Còn ông Gavin Newsom ngay khi vừa đắc cử, ổng đã công bố hồ sơ 6 năm thuế thưa quý vị. Rất khó để tiểu bang California có thể bầu ra ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. Chính vì thế mà Tổng thống Trump, như Thảo Yên vừa nói, cũng không nhất thiết. Bởi vì có đưa ra hồ sơ thuế hay không đưa ra hồ sơ thuế đó, thì ông cũng thất bại ở tiểu bang California với 55 phiếu cử tri đoàn. Bản tin Breaking News sáng nay CNN ghi nhận được sau khi cảnh sát đã kết thúc cuộc điều tra ở tại Minnesota, có phi trường quốc tế Saint Paul, phi công của hãng hàng không Delta đã bị bắt khi ông mới vừa bước vào phòng lái trên một chuyến bay từ Minnesota bay đến San Diego vào sáng ngày hôm qua. Không phải anh này đâu chứ hả? Không để phải. Anh chàng này chúng ta, đây là cái hình ảnh để minh họa cho bạn chúng tôi. Cũng phải tìm tôi. Người đẹp trai. Bởi vì cái hình của cái tên mà tài xế máy bay say rượu. Tài xế máy bay, bởi vì những cái chuyến bay này nó bay như là xe bus vậy thưa quý vị. Phi công lái máy bay của hãng hàng không Delta. Ông này ông say đến độ đó, ông đi vô cái chỗ mà kiểm tra hành lý đó, ông đi khoan luôn. Ông đi lên nhà chỗ không người, thế là cái nhân viên kiểm tra nói, hey hey hey, come on man, quay trở lại. Thì anh mới quay trở lại, mà khi anh quay trở lại đó, thì nhân viên kiểm tra hành lý đó, họ mới ngửi thấy toàn là mùi rượu thôi. Thì họ mới báo cho cảnh sát, bởi vì họ không có bắt được, thì phải cảnh sát phi trường, và họ phải báo cho hãng hàng không Delta lập tức ngưng chuyến bay đó lại. Nội vụ xảy ra là khoảng nửa đêm về sáng, hôm thứ ba thưa quý vị. Và hậu quả cảnh sát đã tới, và ông này ông vô phòng lái rồi, ông mang theo một cái bị, ông chuẩn bị ngồi bấm nút máy bay chuẩn bị ra phi đạo đó, thì cảnh sát vô kéo ông này ra và lấy trong cái túi của ông, có thể quý vị có thể tưởng tượng đang say mềm như thế mà trong túi có nguyên chai rượu. Oh, wow. Đó là lý do ông muốn mà né tránh cái khu vực kiểm soát. Và một cái người mà phi công say như thế mà lên máy bay thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tội nghiệp cho hành khách thưa quý vị, toàn bộ cả trăm hành khách đã ngồi trong máy bay rồi bị lấy ra hết. Xong rồi họ phải chờ đợi để tìm một cái người phi công thay thế rồi đưa vào. Cho nên đến ngày hôm nay thì mọi người mới về được tới San Diego. Wow. Yeah. Vâng thưa quý vị, cập nhật về cái vụ tin tức xả súng ở tại Walmart ngày hôm qua ở Mississippi. Thì cái vụ xả súng này xảy ra ở một cái tiệm Walmart mở cửa 24/24 ở thành phố South Haven thuộc tiểu bang Mississippi. Và vụ nổ súng xảy ra là vào 6:36 sáng ngày hôm qua. Thưa quý vị, theo như cảnh sát đó thì hung thủ đã được xác định danh tính là Martis Terrell Abram, 39 tuổi. Và ông này đó là nhân viên của Walmart. Còn hai người mà bị ổng bắn đó, đầu tiên là ổng đi đến parking lot, ổng bắn một người trước, rồi sau đó chạy vào trong tìm người thứ hai và bắn luôn người này. Hai người này đã thiệt mạng và hai nạn nhân cũng đã được công khai danh tính thưa quý vị. Thứ nhất là ông Anthony Brown là store manager, còn người thứ nhì là Brandon Gale là nhân viên làm việc cho Walmart 16 năm rồi.
thì một số nguồn tin cho biết rằng một vài ngày trước đây đó thì hung thủ Abram đã bị đuổi việc sau khi mà cãi cọ với một trong hai nạn nhân, rồi còn hăm dọa người ta và có con dao nhưng mà ổng chưa có móc dao ra, rồi vì cái việc đó mà ổng bị đuổi. Nhưng mà có một số nguồn tin thì lại nói là ổng chưa có bị đuổi, ổng chỉ đang bị suspended thôi thưa quý vị. Thì ngày hôm qua do là ôm mối hận trong lòng cho nên quay trở lại Walmart mà đi tìm hai người này, bắn họ. Và khi mà bắn họ xong vài phút sau thôi thì cảnh sát đến, một người cảnh sát cũng bị y bắn luôn. Mà may sao là ông cảnh sát này ông có mặc áo chống đạn chứ không là ông cũng chết. Rồi một người cảnh sát khác đã bắn vào hung thủ và y sống sót cho quý vị, được đưa vào bệnh viện. Và nay thì đối mặt với hàng loạt cái tội danh là mưu sát. Hai người chết mà cái tay súng đó vẫn sống mà đã phải đưa vào bệnh viện để giải phẫu cứu cho y sống. Chúng tôi tiếp tục phần tin tức ngày hôm nay ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.